Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến video của Sơn. Ngày hôm nay thì Sơn sẽ review cho các bác xem một cái bộ sofa đang hoàn thiện ở được đoạn dài một đoạn ngắn. Bây giờ Sơn sẽ quay review cho các bác xem để các bác xem thứ nhất là về chất gỗ, thứ hai là về mẫu mã của cái bộ sofa này, các bác tiện tham khảo. Đặc biệt là dòng này là dòng sofa gỗ đỏ nguyên khối. Đây là một dòng có giá trị cao và rất là mắc tiền, cao cấp và dành cho các bác nào mà sành về chơi gỗ chuyên sâu và hiểu nhiều thì mới chơi dòng này thôi. Bởi vì nó có khi đắt gấp đôi, gấp ba cái dòng gỗ thông thường các bác ạ. Trước màn hình của các bác đây là toàn bộ là bộ sofa góc L, toàn bộ là được làm từ gỗ gõ đỏ. 100% gỗ gõ đỏ xịn các bác nhá, không phải là gỗ gõ đỏ nói tên cho vui, gỗ gõ đỏ xịn. Và đây là cái bộ mà anh em Sơn đang ở trong quá trình chám chít để các cái tom gỗ nó được đầy đặn và các cái phần đầu gỗ, thớ gỗ mình chí chít lại cho nó kín để tránh cái trường hợp nó bị hở ra các bác nhá. Đấy, một cái ghế này chiều dài của nó gần như vuông, các bác ạ. Gần như vuông. Đặc biệt là cái mẫu này ấy, thì của anh em Sơn hiện làm một cái tựa ở đây là tựa cong các bác ạ, tựa cong. Và vân ở trên tựa này thì nó cực kỳ đẹp luôn các bác. Cứ thêm một điều nữa đó là ở trong cái vừa qua thì Sơn đã làm một bộ sofa lim xanh, nhưng mà có anh khách thì anh ấy không thích cái làm chân vát kiểu này mà anh ấy muốn làm vuông thẳng xuống thế này. Đấy, thế nhưng mà anh em Sơn lại làm vuông vát thế này. Thế nên là Sơn lại đổi mẫu cho anh ấy và làm cho anh ấy một cái quay mới. Nhưng mà Sơn tư vấn với các bác là đó là tùy sở thích của các bác thôi. Thì Sơn phục vụ theo sở thích của các bác. Nhưng tốt nhất là các bác nên làm vát như này thì nó sẽ rất phù hợp với phong cách hiện đại bây giờ. Thứ nhất là nó sẽ có cái kiểu cách và nhìn nó đỡ bị cứng. Nó có cái độ mềm của cái độ sofa hơn thứ nhất. Thứ hai nữa là mình đi nó sẽ không bị đá vào. Nếu không bị đá vào chân vào đây rất là đau. Các bác nếu mà bác nào mà va vào vỗ nguyên khối thì các bác biết rồi, nó cứng, nó nặng. Bởi vì cái bộ này nó nặng cả 500-700 cân. Cái bộ này nặng có khi còn hơn 500-700 cân. Thì mình đá vào đây nó đau kinh khủng. Đặc biệt là những cái cạnh này các bác, cạnh này mình đá vào đây đau chân lắm. Đặc biệt là trẻ em hay là con cháu như mình nó đi nó chạy, nó đá nó vấp vào đây rất là đau các bác nhá. Đấy, bung cả móng chân lên. Nên là tốt nhất các bác làm cái phần này là hơi vát vát vào như này, nó vừa đẹp mà nó vừa an toàn hơn. Đây là cái mẫu để các bác tham khảo, nó như thế. Bởi vì như thế này các bác này, khi mà chúng ta ngồi tựa ở đây thì nếu các bác làm cao 36 thì cái tay của chúng ta sẽ kiểu như nó hơi cao cao lên này một tí. Nhưng nếu chúng ta làm cao 26 ấy, thì nó sẽ thế này các bác này. Đấy, nó sẽ thế này và cảm giác như của mình nó rất thoải mái. Còn như này ấy, là tay của chúng ta sẽ không thể nào mà nó sẽ không nắm vào sát vào đây như này được. Và khi mà chúng ta hạ thấp xuống này như này thì tư thế nó thoải mái hơn rất nhiều luôn. Đặc biệt rất thoải mái. Rất thoải mái hơn nếu làm cái tựa của nó hơi thấp xuống một tí. Đấy là kinh nghiệm thực tế coi nhá. Còn các bác làm to như này, làm cao như này ấy, thì là do mình tích trữ được nhiều gỗ. Gỗ của mình to hơn, nhiều hơn. Nhưng thực tế để mà cái sử dụng ấy, thì các bác nên làm thấp. Đây là kinh nghiệm Sơn đã trải nghiệm rất nhiều bộ sofa rồi. Và Sơn biết là một cái kinh nghiệm như này rất cần thiết dành cho các bác. Đấy là do các bác, nhiều bác ấy là chơi gỗ thì cứ mê gỗ to, nên là mình làm to làm rộng ra thôi. Nhưng thực tế đi vào sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy sự khó chịu. Còn tùy các bác thôi, các bác muốn là mình mua gỗ to thì mình cứ mua thôi, không sao hết. Có khi các bác làm to vượt cả đầu này cũng được, không sao. Nhưng nếu chúng ta mua để sử dụng, để ngồi thì các bác nên làm tựa cao 26. Đấy là lời khuyên chân thành của anh em Sơn. Thực tế là đã trải nghiệm mỏi, rất mỏi tay. Các bác để như này rất mỏi tay. Hoặc là các bác ngồi như này, ở cạnh này thì các bác lấy cái này kê vào đây thì nó đỡ hơn này. Hoặc các bác không kê vào cái này thì được. Thì như này thì nó thoải mái này. Nhưng mà kê ở đây rất mỏi, thật sự luôn. Bây giờ kê ở đây rất mỏi, kiểu nó sẽ mỏi ở hai cái bả vai này này, nó rất mỏi tay. Đấy. Nhưng mà các bác hình dung ấy, nếu mà mình tiếp khách, mình ngồi mình kê cái tay ở đây ấy, nó rất là hay. Mình vẫn sử dụng cái ngôn ngữ cơ thể nếu mà như này nhá. Đấy. Nếu mà các bác kê như này thì cái tay của mình nói chuyện nó vẫn sẽ sử dụng ngôn ngữ, hay là mình vẫn có thể là vung vẩy nói chuyện như này hợp lý. Còn nếu chúng ta kê như này thì nó sẽ bị hụt thụt đi và tay chúng ta mất cái sự cơ động ở đây là một. Thứ hai là nó bị mỏi cái tay này. Thứ ba là tư thế của mình có cảm giác nó hơi cứng, thực sự hơi cứng. Còn nếu các bác kê như này đấy, thì nó cảm giác nó mềm hơn, tay nó mềm hơn nhiều, tay nó mềm và thoải mái hơn rất nhiều. Các bác hình dung ở cái đoạn đấy, đấy là chia sẻ kinh nghiệm. Ok, đây là kinh nghiệm sử dụng sofa của các bác để tiếp khách ngồi lâu, tránh mỏi. Hay là kể cả đơn giản như các bác, ví dụ thấp hơn một tí thì các bác nằm ngửa ra thế này, các bác vẫn tựa được một tí. Nhưng mà thực ra cái bộ sofa này thì các bác nằm ở đây thì ok rồi. Nếu gối đầu lên đây quá đỉnh, gối đầu lên đây quá hợp lý, cái chỗ này các bác gối đầu quá hợp lý. Hoặc là các bác lấy cái gối kê vào đây,
hoặc là bác nào kê đầu ở đây cũng vẫn ok. Đấy. Cái bộ này rất hay. Bộ này rất hay là như thế, các bác ạ. Kê ở đây cũng rất hợp lý. Hay là các bác lấy cái bình hoa gỗ cẩm thị của Sơn kê vào đây cũng đẹp. Bình hoa gỗ cẩm thị kê vào đây cũng đẹp. Hoặc là chỗ này để kê ghế, kê gối vào đây ngồi. Thực sự nó rất thoải mái. Đấy. Nhá các bác nhá, đấy kinh nghiệm của anh em Sơn. Và bộ này thì là 90 củ khoai. Các bác ạ, gồm có thêm bàn nữa. Gồm có thêm bàn và khoảng 2 cái đôn. 2 cái đôn ngồi nữa các bác nhá. Ok, rất cảm ơn các bác đã xem video này. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của anh em Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.